Xin chào tất cả khán giả của kênh Thanh Trương. Hiện nay Thanh Trương vẫn đang tiếp tục tại bên phim trường Big Show mọi người. Thì hôm nay Thanh Trương chuẩn bị đồ ăn để mình chuẩn bị review cho các bạn. Ôi, anh cứ phát la đấy mọi người. Đấy à? Anh ơi, nhanh lên. Em đi cả mưa vậy. Dạ, cho em những tiền xe đi. Dạ, 5 ngày. Thôi đem. Thôi đem trả đi. Thôi đem trả đi. Thôi đem trả đi. Ở lại ăn với anh luôn đi. Thiệt hả anh? Ừ. Mà hỏi thôi, ở lại ăn với anh luôn đi. Trời ơi. Trời ơi. Tội nghiệp đó. Anh Khương thương người quá vậy. Trời ơi, thương người lắm. Cảm ơn Khương Dừa. Ở lại ăn với anh Khương Dừa. Khương Dừa. Khương Dừa. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi là một tiểu phẩm mở đầu của phát la và anh Khương Dừa. Ơi, tả xin tiền lại luôn. Mình làm một cái tiểu phẩm nhẹ để mọi người vui đùa trong bữa trưa mà. À, phải có tiết mục văn nghệ trước khi bắt đầu chương trình mọi người. Mua về rồi. Mua về rồi nấu lên ăn rồi. Có thời gian để nấu. Hôm nay là món gì đặc biệt giống món gì không? Cái gì vậy? Nhìn thấy con gà là biết món gì. Gà tiềm hả? Hả? Gà tiềm. Gà gì vậy? Gà tre đó. Gà tre. Hấp dẫn lắm mọi người. Wow. Hôm nay tôi vừa xin giới thiệu đến quý vị khán giả một cái món chua cay khổng lồ. Chua cay. Đây là món gà tiềm ớt hiểm. Cay lắm nha. Ớt hiểm hả? Ừ, trời ơi. Này cay lắm. Bây giờ mình chỉ bỏ con gà vô. Ủa, anh chưa có ăn món này lần nào luôn thì. Em cũng chưa ăn. Em thấy ở bên đường bên kia nhiều nơi bán đó, gà tiềm ớt hiểm. Bây giờ mình xé gà vô, mình bỏ vô rồi mình múc ra ăn hả? Em nghĩ xé gà á, chứ nghĩ mày con vô nó không thấm đâu. Với lại em thấy vậy nè, anh Khương rất là biết chọn nha. Dạ. Toàn là 12 giờ trưa đi ra ăn. 12 giờ trưa ra giữa đường ăn bún mắm chứ là ăn lẩu gà ớt hiểm. Giờ đang giờ 12 giờ mà đang mưa. Đang mưa. Toàn là mấy món nóng rồi, may là hôm nay trời mưa. Như như hôm qua là bật điều là máy lạnh các thứ, điều hòa. Thật là để em xé luôn cho. Ăn uống đồ ấy, mình giới thiệu cho quý vị khán giả biết cái món này luôn. Rất nhiều. Anh nghĩ xé làm ba được ha. Làm ba, dạ làm ba. Vậy thì anh một miếng, em miếng rồi chưa lấy đầu. Cái đầu anh? À, tội đúng chưa anh? Anh cái đầu thổ tổ ha. Được chưa? Đó. Trai thời Trung Hiếu làm đầu mà anh. Ăn cái đầu với phô câu là cha nội người ta rồi đó. Ừ. Đầu xui đuôi lọt đó em. Đầu đít. Hôm nay là lại là một ngày chốt bài của Thương Dừa với lại Phát La với Thanh Trương. Nhưng mà nãy giờ Thương Dừa chịu hết nổi rồi, Thương Dừa mới đi vòng vòng. Mọi người sẽ còn tiếp tục được xem series này khoảng 2-3 ngày. Khoảng 10 tháng nữa. Chương trình này chốt bài đến 10 tháng mà. Chốt bài mà không ghi hình á. Chốt bài á. Ăn xong rồi mình ăn 10 tháng luôn. Tài Hương là hướng chương trình ẩm thực luôn. Quý vị các bạn thân mến, Khương vừa chút bài kỳ này Khương vừa có đặt 6 cái máy. Máy gì anh? Camera đó. Ờ, 6 máy quay hình đó. À. Thì mình quay cái chút lại mình khác luôn chứ mình đâu quay hình chứ. Khỏi cần giám khảo mà. Hay là gửi clip qua cho ảnh đi, có mấy ảnh coi cái nào cười. Quý vị các bạn thân mến, nhiều khi mình coi cái phần chút bài nó vui hơn cái phần ghi hình nha. Chút bài nhiều khi sinh ngu nghê nó cười lắm. Họ diễn. Nhưng mà tại vì đúng là diễn theo cái kiểu dạng như kiểu không biết diễn á. Ừ. Mấy người không biết diễn mà thương diễn mắc cười không dễ thương lắm. Ông sợ hai anh hài không cười thôi. Đã nghĩ chương trình này mà cười mà không tốn tiền thì chắc cười đã luôn á. Ừ, cười quá trời luôn. Không mà tiểu phẩm họ phải diễn dài mới mắc cười nha. Đúng rồi. Tại diễn không hiểu gì hết, phải dài ra mới. Mấy không hiểu. Ờ, không hiểu gì. Đó, bây giờ các bạn. À, cái này là mình mua một con. Ở đây chỗ này nó bán là có nửa con với lại một con. Mình có tiền thì mình mua. Không tiền thì mình mua. Không có tiền thì mình đứng nhìn. Ôi. Ớt này ớt hiểm là cái ớt mình bỏ này anh. Không, ớt hiểm đây nè. Ở đây cũng có ớt này. Cái này là nó ướp với ớt, nó cay với thịt gà. Trường này phải phổ cập kiến thức nó thêm nhiều vô. Phổ cập giáo dục. Hột ớt nó chà vô. Người ta làm với cái nước sốt á. Cái nước sốt người ta bỏ ớt vô, xong người ta chà lên con gà cho nó đậm vị. Nước á. Nước á. Dạ. Thay vì ăn cơm trưa thì một người một phần cũng 35 ngàn.
ở đây là cũng vừa để cái ví dụ 6-7 người anh đánh đa đây không? Cũng vừa chọn quyết định là mua cái lẩu gà tiền mua ở ớt kiểu này nè, nó cũng có 100-200 ngàn hợp lý nè. Ừ, ăn ngon hơn cơm, mình ăn cơm bạn không nổi á, bữa giờ ăn cơm ngán á. Đi vòng vòng cho mình có cái gì hái được không? Nữa hả? Còn một cái kìa, còn một cái đâu hết, còn một cái rồi bắp mà còn một cái luôn, tỏi tỏi dễ luôn. Ui, tiền quá nhiều tiền. Nãy em mới mưa nè. Tiền quan đó, tiền quan á. Rồi, có một cái dù hả ta? Thôi à, tiền anh tươi à. Có vậy hả, không phải tiền anh. Hồi giờ đây. Đây, chia nắng chăm mắt được em đi. Mấy món này anh không biết làm, nói chung là làm coi kiến thức làm cũng được, nhưng mà anh không có thích làm mấy món này, anh thích làm mấy món đồng quê. Cái này thì hơi kiểu phải biết nấu rồi mới ngon. Thôi nó ra cho vị. Bữa nào mình làm kiến về nhà anh cũng vừa đi. Hấp dẫn anh. Anh là đi đó. Vô là ăn uống rồi anh hát resort năm sao á. Tam ấm được không anh? Resort á, được mệnh danh là resort năm sao đẹp nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đó, được mấy báo nước ngoài bình chọn luôn. Báo nào vậy anh? Hả? Báo bên Brazil nó sai dữ vậy? Những người đang xin báo xin xa mà họ biết luôn á. Sao Paulo báo ấy, báo Sao Paulo ấy. Nhiều báo lắm, bình chọn lắm. Nhưng mà anh không thích họ bình chọn như vậy. Anh thấy để ngoài nước đó. Mưa. Mưa hả? Cái dù vừa nãy sao lắm. Dù nó dù vậy hợp lý rồi đó. Không hạn chế rồi. Không, mua nhỏ đó. Rau khổ nè mọi người. Công nhận hôm nay trời mưa mà ăn cái lẩu đã hấp dẫn á. Còn mưa ăn lẩu rồi hợp lý không? Đây đổ nước chấm hay chưa? Còn một đây có. Đây. Đây là rau xà lách son rồi đó quý vị giá. Đây là vừa mới mà đâu. Cái này lẩu này là rau gì ngon ta? Có rau đâu á? Có rau mướp hơi mồng tơi bỏ vô cũng ngon. Wow. Em có năng rau đắng mà như rau đắng non hay gì á. Bên quán của anh Giang á. Mẹ đang lát bỏ như cục vậy nè. Bữa anh Giang đem cho em một tô bún mắm nêm. Bên quán anh hả? Quán anh Giang. Em hay đi quay á. Anh Giang anh quay anh hay sách đồ ăn phim trường á. Đúng rồi. Quán của anh Trường Giang á mọi người. Quán người khó. Cơm quê. Anh người của ngày anh tính tiền. Không khó đâu. Miễn phí mọi người mà ngon. Rau của quán ảnh tươi mà cái rau đắng mà ăn không có đắng. Ngon ăn mà nó dễ chịu. Đắng không đắng đâu ngon. Không, nó đắng mà nó không phải bị gọi là khó chịu. Nó nhận đúng không? Ừ. Không thanh hả? Ngon lắm. Thiệt. Mọi ăn thử bún mắm nêm ở quán anh Trường Giang. Anh sảy. Đi ăn đi. Rồi ăn chuẩn bị xôi rồi. Chiều mình ăn gì đây ta? Ăn gà quả nó. Vịt nấu chao ha. Ồ. Vịt đâu? Hả? Đâu mà nấu? Mua về. Mua người ta nấu sẵn rồi về mình ăn. Thôi đi có đèn đâu mà quay. Thôi có chăng. Hư rồi chăng luôn quá. Rồi chuẩn bị xôi rồi quý vị nha. Phải ăn nhanh thôi để trời chuẩn bị mưa rồi. Chưa ngồi được không? Chưa có, em ngồi được anh. Ở quán anh Trường Giang em thích ăn nhất là gỏi gà. Ừ. Quán anh lấy mấy dưỡng ngon á. Cho con bé ngồi nè. Rồi em ướt xe mà không sao đâu anh. Xe phát la bị ướt rồi. Xe đó em xe đi. Đó mua nhiêu vậy? Em đi có 1 chuyến sao em bỏ rồi. Dạ hả? Dạ chở anh thôi đó. Hồi từ mua giờ chở anh được anh rồi xong luôn hả? Dạ. Xưa là chở hàng. Xe đó xưa chở heo quá vậy dạ. Xe đó chở heo. Tên tím chở người luôn. Cải tiến là chở người. Wow, wow, sôi sùng sục rồi.
anh em mình mà ở không mà bài trò quay chắc vui ha. Cười chết. Cười chết luôn. Em sợ quý vị nó giải chửi. Thật sự là chỉ là những cái phút mà anh em giải trí làm tiểu phẩm cho quý vị. Ngẫu hứng. Ngẫu hứng cho quý vị coi. Đó, miễn phí. Không có cần phải tốn tiền để đi coi tiểu phẩm. Đó, quý vị khán giả có chửi em mà. anh suối hả? Không, anh đốc vô đó đúng không? Thì có người thương người ghét chứ sao? Chứ có làm gì mình đâu có làm gì để bà đâu. Mình chỉ ra đem niềm vui đến thôi. Thì khi mẹ em đẹp quá cũng bị ghét. Đúng không? Khó vậy. Rồi, anh nhìn mẹ cũng vậy thôi. Anh cũng bị ghét đúng không hả? Anh đẹp quá. Đâu có mà bị mấy người xấu giống mình chưa ghét. Đâu em chỉ dám ghét anh đâu. Em tôn sùng anh hết chứ ghét. Cứ nói chuyện tiếu hả? Con đầu tôi sao mà mắc cười á. Anh cố gọi là cố tạo cái nét duyên á. Duyên có nói đâu. Không. Anh chắc là anh vậy. Vậy mà mấy bữa nay chú Hoài ngồi ôm đầu. Chịu hết nổi. Chịu không nổi cái gì anh ơi. Chịu hết nổi rồi. Vừa chưa chịu nổi. Này sẽ đi vô bệnh viện Minh Thành đó. Chịu quá rồi. Ở đây có nước, đây có giống như tìm bất hiểm, giống như thuốc bắc á. Chẳng tìm á. Ủa có giò đây nè. Có lò lòng đây nè. Ủa, dạ. Nồi tạ. Ôi ôi, có mì nữa nè. Mì anh mới bỏ vô. Ôi nè, ok. Bỏ ra đi, đắp ra đi, đó nó bị đèn. Rồi đó. Sâu vùng xa hấp dẫn á, hàng đi vùng sâu vùng xa xin đó. Đây chung miếng nước nè. Ủa bữa giờ trời ơi nóng hổi anh, bữa giờ có quý vị khán giả nào trả lời câu hỏi của em chưa? Con cua màu xanh là ngon á. Cua màu xanh là ngon hả? Cua hơn sao ăn về bệnh luôn vậy? Mỗi tội hơi sống. Em rửa cho em rửa nước á hả? Cho em rửa nước á. Cua càng xanh càng ngon hả? Cái gì anh giả nói hả? Gặp xanh. Nóng hổi vừa thổi vừa hút mày thấy màu xanh lá đó bị khác quá. Xin mời mọi người nhé. Xin mời mọi người. Tụi em ăn đi. Ăn đi tụi em. Ăn đi mà. Ăn đi. Tụi em ăn đi. Đợi gì ăn nữa. Hả? Ngon quá. Ngon lắm. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, mình nhìn hai chén nè. Bỏ hai đứa ăn đi. Cho rau cho nấm gì hết á. Cái này là ngon là nước á, nước nó ngon hiểu không? Ngon nước. Ngon nước với mì là nó ngon rồi. Gà chỉ là phụ họa thôi anh à. Gà nó đâu có ngon bằng đâu. Thiệt đó. Gà người ta nấu để lấy nước thôi. Mày đi chơi trời đứa này. Ăn rồi để cái hệ thống ăn được. Đó. Nghe chưa? Đó. Chưa ăn hết rồi. Đó, nãy giờ có cái gì đâu mà ăn hết anh. Chưa ăn hết rồi. Wow, em cảm ơn anh Cường. Cảm ơn anh Cường. Cường bị khán giả nói em lúc đấy là nói chuyện sao thiều thào quá nè. Thôi cái cánh. Thôi em. Cánh ngon mà. Chưa. Đó, thôi. Thôi. Nhiều quá. Nóng quá. Không nói gì ta nghe chưa? À, nói với chị, từ từ em chưa thưởng thức. Thưởng thức món lẩu gà. Kính mời mọi người. Lẩu gà tìm ớt hiểm thì mình phải có ăn gà với ớt hiểm. Đó. Rồi nóng quá tuyệt vời. Ui xì nóng quá. Đây, đang thỉnh nè. Không có mọi người, không cả. Quá ngon chưa. Chưa review được, review sau các kênh khác. Dạ. Ớt hiểm nè. Dạ, em xin. Em xin. Ớt hiểm này là bây giờ người ta không trồng mới bán. Mọi người chăm sóc kênh của mình. Ăn nhiều quá. Đây mọi người, đây là ớt. Cái nó nhỏ nhưng mà nó rất là cay. Cho nên là mình sẽ ăn gà trước. Ví dụ chị có ở quê là nó mọc không ạ? À, không ai trồng. Caramel đang quay nên là mọc nhiều lắm hả? Ngọc Tú mọi người. Là chị ruột của mình. Giới thiệu ra đi. À thôi, để em giới thiệu review. Mọi người, đây là ớt ớt hiểm nha mọi người. À, mình sẽ ăn ăn gà trước. Nóng quá mọi người, xong cả thịt ngon đi. Mình sẽ chấm vô nước cua một cái cho nó thấm gia vị vô. Ủa đâu cay lắm đâu ba, mình mang miếng ớt vô. Wow, cay ha. Gà là thái dương à. Sao anh biết anh? Chắc hả? Chắc.
hơi nóng mọi người không cảm. Ngon á. Hấp dẫn quá anh. Quá ngon mọi người. Vừa ngọt vừa cay. Có một chút gì nó the the giống như của mùi cà ri thôi em không biết. Là ngủ gà ớt hiểm mà nó mùi cà ri. Nó review làm bậy không à? Nó có vẻ hả? Không, em thấy cái vị nó... Cái này có vị thuốc bắc không ơi? Nó giống gà tiềm này rồi. Mà dịch tiềm rồi còn có. Này cái nào món này kiểu dạng của người. Mọi người thông cảm tại Trương không biết đó mọi người. Chứ Trương mà biết thì Trương lại nói rồi. Trương Trương ngủ rồi. Trương là dạng được ba mẹ bảo bọc của gì vậy? Nhà không giàu nhưng mà ba mẹ bảo bọc. Năng lắm không? Quá. Tầm mấy tuổi mới cho ra đời. Đây là nấm mọi người nha. Mình... Nấm. Không có kinh nghiệm. Nấm, nhưng mà là nấm. Đây là nấm mọi người. Ăn miếng nấm nè. Sao? Rất là ngọt, thanh, mát. Đánh nhiệt cơ thể. Bây giờ là 2 giờ đúng như vậy, 2 giờ đi tiếp thương vừa mới được ăn. Hồi nãy là 1 giờ mấy mình nghỉ. Ngay giờ mới chấm được miếng tương ớt, à miếng tương mọi người. Bởi vì... Rồi, xin mời mọi người. Làm như thế này đó mà thí sinh được nhưng mà thắng giải thì mình vô. Mình có họ cực lắm quý vị. Đó, đây cái đùi này. Chưa ăn đùi không? À, anh ăn đi, em ăn. Thôi thôi thôi. Ăn đi. Em cảm ơn. Ăn đùi á. Ăn đi. Cánh. Cánh em ăn chưa hết. Chưa ăn xương đùi không em? Dạ không anh. Tội nghiệp Trương nó xa quá. Mình phải gấp cho em nhỏ. Nghe nói lúc em mới lên Sài Gòn bị dụng mất đời trai hả? Dạ. Sài Gòn á. Vâng, em bị dụ mấy lần vậy? Ai ạ? Nói chung là không thể kể tên được. Con bé nó còn đó nhìn anh thôi. Không có cả nghe rồi. Thôi, em sợ nói ra có người đó đây hả? Nói chung là mất phải cho biết đó mọi người. Sao vậy anh? Câu chuyện anh nghĩ đi. Mới hai mấy tuổi đầu mà lên Sài Gòn mà. Đời trai giữ bao nhiêu năm mà lên đây mất, mà mất lãng xẹt. Cũng mất sao anh? Đau lắm anh. Nó quen vậy. Cái hai đứa cũng quen nhau mấy năm rồi. Xong cái nó tính chia tay. Xong bữa đó đi ngoài đường. Con bé nó đang đi xe, nó nhảy xuống. Nó giận, nó nhảy xuống. Cái thằng Trương lại năn nỉ. Cái hai đứa vô quán nước nói chuyện. Nó hoài, thì nó hoài không xong. Nó quá hai đứa vô nhà nghỉ ngủ rồi nó mất đời trai luôn. Vô nghỉ nói chuyện hả? Nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu mà mất anh. Chúng có nhiều lý do để mất lắm anh. Phải mất thì mới trưởng thành. Đau để trưởng thành á, anh nghe bài hát đó chứ. Thêm một lần đau sau một lần chơi đấy. Nó bậy kênh em mà em nói bậy cái bà không ta em follow hết rồi. Bậy gì thì đúng anh chứ. Giờ em tưởng tượng này nè, có bé nhỏ kia đang ngồi nhà ăn cơm, đang mở kênh em coi, cái bà mẹ đứng kế bên nghe tiếng anh chưa nói gì, đâu sau một lần chơi cái bà mẹ nói, con coi cái gì vậy, unfollow đi. Biết bao nhiêu bà mẹ unfollow em. Đó cũng tin bài hát mà. Ta chửi cái gì thanh niên mà mắc văn hóa em có nói gì đâu mà bậy bạ, mọi người tưởng tượng chứ em nói gì đâu. Em cũng đang tưởng tượng thôi chứ anh nói gì đâu. Biết là mai đi chơi cầu trượt rồi bị té đau rồi mất cảm giác vui chơi sao? Cần nhấn vô nữa, nhấn vô. Ừ, thích nhấn vô. Không có ý gì đâu mọi người. Chị ăn không? Dạ, nước nó văng vô mắt. Gì đó? À, ngon quá mọi người. Cay ghê. Nước nó ngọt ghê mọi người. Nãy anh Thường nói, lẩu này cũng đâu cay lắm đâu ta. Xong nước mưa văng vô đây, văng vô mắt, sao cay quá ta. Cay mắt. Văng vô, ăn vô miệng người khác mà văng vô mắt người khác không? Ôi giời. Nó đẩy chút mè, nó nước mưa vô.
chưa dữ nè. Gì vậy chưa? Cái nồng à. Qua đây chỗ em không có ớt này anh. Bà kéo bài cho đây. Chỗ em không có ớt nè. Mọi người bây giờ thì Trương cũng đã review cho mọi người một nửa clip mà mọi người dài có úp lên không được. Xong mọi người thông cảm, chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Nhớ mọi người ủng hộ kênh cho Trương mọi người nhé. Xin chào.